Mặc dù William Wallace chuẩn bị được ra mắt ở một tương lai gần thôi, nhưng mà kệ, bình tĩnh tôi hôm nay vẫn sẽ lên một video liên quan đến kỵ binh. Loại binh chủng vẫn đang xuất hiện cực kỳ nhiều trên chiến trường và chắc chắn là nhiều anh em sẽ quay xe không kịp qua loại quân khác đợt tới đâu. Cho nên là anh em hãy xem video xây dựng lối chơi kỵ binh vào tháng 7 năm 2024 này, sau đó triển khai vào tài khoản của mình và tung hoành ngang dọc nhé. Bỏ qua phần ưu và nhược điểm thì chắc chắn các viewer của Bình Tĩnh tôi đã nắm rõ hết rồi. Nào là tốc độ di chuyển nhanh, nào là không tối ưu của tài nguyên, công nghệ pha lê, vân vân và mây mưa. Ta sẽ đến thẳng với cách xây dựng lối chơi kỵ binh luôn nha. Ở hai kỳ KVK đầu tiên, Ji Sung Gi là chỉ huy duy nhất mà bạn nên lên nếu muốn sử dụng tượng vàng của mình một cách hợp lý. Mặc dù không quá ba cháy như thời kỳ trước nữa nhưng đây vẫn là một chỉ huy cực kỳ đa di năng. Tất nhiên là nếu bạn không thích thì hãy dành tượng, chỉ càng lâu càng tốt. Chỉ ở đây không có hại mà lại cực kỳ có lợi. Thay thế Ji Sung Gi ở những kỳ KVK sau thì đương nhiên ta sẽ có những chỉ huy khác bá đạo hơn nhiều. Lên KVK 3 thì đầu tiên các bạn hãy mở bảo tàng của Memek. Đây là chỉ huy đi phụ cực kỳ đa dụng và lợi hại, đặc biệt là phù hợp với các dân chơi ít tài nguyên. Nếu có Ji Sung Gi thì hãy mở thêm bảo tàng của cả chỉ huy này nữa. Tiếp theo là Minamoto hoặc là Tào Tháo nếu bạn sở hữu một trong hai chỉ huy này. Dĩ nhiên Minamoto sẽ là sự lựa chọn tối ưu hơn nhờ bộ kỹ năng mạnh mẽ và bảo tàng cũng bá đạo hơn rất nhiều. Đầu tiên, hai chỉ huy ưu tiên chắc chắn mà các dân chơi kỵ binh cần lên đó là Nesky và Doan P. Sự ưu tiên dĩ nhiên là Doan P nhờ bộ kỹ năng có sát thương diện rộng. Doan P sẽ ghép cọc cùng Memek trong lúc chờ nâng cấp Nesky. Memek với bảo tàng cấp 3 là một chỉ huy không phải dạng vừa đâu. Sau khi nâng cấp được Nesky thì cặp đôi sẽ là Nesky Doan P, chắc chắn là cặp đôi bá cháy nhất của kỵ binh hiện tại rồi. Mặc dù là chỉ huy gen 6 gen 7 nhưng cặp đôi này chưa bao giờ hit hot cả. Nesky Doan P ở chiến trường Overfield thông thường và Doan P Nesky ở các trận đánh Osiris anh em nhé. Cặp kỵ binh thứ hai dựa vào việc bạn sở hữu cặp đôi đó là Nesky và Doan P sẽ là Hoắc Khứ Bệnh. Hoắc Khứ Bệnh là con át chủ bài về sát thương của kỵ binh. Có một điểm cần lưu ý đó là việc lúc này nếu bạn là người chơi mới và có ít đạo quân, hãy để Hoắc Khứ Bệnh nâng tài năng theo nhánh xanh em nhé. Tối đa nhánh xanh và thêm một số điểm tài năng ở nhánh đỏ sẽ tối ưu hóa thời gian ra kỹ năng. Vì cơ bản là ở những thời điểm này bạn còn quá yếu, chưa thể tận dụng tốt bộ kỹ năng và tài năng của Hoắc Khứ Bệnh được. Tuy nhiên đây vẫn là một chỉ huy rất đáng lên, mạnh mẽ, kiếm kill ở đa phần các trường hợp rất tốt, đặc biệt là ở thời gian dài khi bạn có nhiều đạo quân. Lúc này hai đạo quân của bạn sẽ là Hoắc Khứ Bệnh Doan P và Nesky Memek. Hai cặp này đều sở hữu sát thương diện rộng. Nesky Memek thì có vẻ hơi cá đuối một chút, nhưng mà nếu đổi Nesky và Doan P cho hai vị trí này thì một cặp sẽ không có sát thương diện rộng, một cặp thì lại có hai con sát thương diện rộng, nghe có vẻ hơi lệch pha nhau. Sau khi có hai chỉ huy kia rồi, Bailey P sẽ là chỉ huy tiếp theo mà anh em cần nâng lên. Mặc dù mang trong mình khá nhiều lời chơi bài của con dân thiên hạ thì Bailey cũng là một chỉ huy mới với quả chuyên môn khá hiệu quả trong việc kết hợp với các cặp chỉ huy của đồng minh. Như video này mình đã test, chuyên môn của Bailey có thể ăn hồi rất tốt nhờ khả năng kết hợp với đồng minh của mình. Hơn nữa, dù gì đây cũng là một chỉ huy thế hệ mới nhất. Lúc này thì layup của bạn sẽ đổi thành Hoắc Khứ Bệnh Doan P và Nesky Bailey. Cho Bailey đi phụ Nesky để gia tăng thời gian cặp đôi này tồn tại trên chiến trường, từ đó tăng độ hiệu quả của Bailey. Núp lùm sau Nesky cũng là một cách để tăng độ sát thương hơi cù bắp của Bailey. Cặp đôi này thì có một điểm yếu đó là không có sát thương diện rộng anh em ạ. Tiếp theo, bổ sung cho layup này chúng ta sẽ nâng cấp William với mức kỹ năng là 5551, là một chỉ huy thế hệ thứ tư nhưng hiện nay đất diễn của William vẫn còn rất đa năng và cực kỳ hữu dụng, có thể sánh ngang với lại Bailey P luôn đấy. Ở mức kỹ năng này ta sẽ tiết kiệm được kha khá tượng vàng cho các việc khác. Có William trong tay, ta sẽ có trong tay 3 đạo quân mạnh mẽ có thể chiến đấu tốt ở các chiến trường open field: Hoắc Khứ Bệnh William, Nesky Bailey và Doan P. Memek. Dĩ nhiên đây không phải là 3 đạo quân mạnh nhất nhưng mà lại cực kỳ phù hợp với mọi đối tượng người chơi, đặc biệt là người chơi F2P, nhưng mà F2P này cần kha khá thời gian đấy. Chỉ huy tiếp theo là mục tiêu của các anh em kỵ binh đó là Justinian, là một chỉ huy cùng thế hệ với Hoắc Khứ Bệnh, phiên bản cao cấp hơn của Saladin ở KVK 2. Cứng cáp đến từ nhánh tài năng hỗ trợ, sát thương ở mức ổn với khả năng tăng sát thương khi sống vong kẻ địch. Khi này thì ông ta sẽ làm chỉ huy chính và Bailey sẽ đi phụ. Nesky và Doan P sẽ trở lại với nhau. Đây sẽ là ba cặp thuần kỵ mà mình nghĩ là mạnh nhất thời điểm hiện tại. Justinian Bailey thì có phần lép vế hơn một chút ở mảng sát thương và thiên về mảng kiểu hỗ trợ hơn anh em ạ. Đến đây thì vẫn có một lời khuyên quen thuộc. Bạn nên chơi thêm một đạo quân của các binh chủng khác để tăng cường thêm sức mạnh của các đạo quân. Kiểu như là thêm một đạo bộ binh có lưu triệt, hay là một đạo cung thủ có ra các lượng chẳng hạn. Còn lại thì nếu anh em muốn chơi chảy cối và chỉ chơi kỵ binh thôi, chúng ta sẽ đến với gợi ý 5 hay 6 đạo kỵ binh tiếp theo. Ta sẽ nâng cấp Hạng Vũ và chỉ huy đi cùng với ông ta là Minamoto. Hạng Vũ là chỉ huy kỵ binh thế hệ thứ tư và là một trong số ít chỉ huy kỵ binh có sát thương diện rộng bên cạnh là Doan P. Mặc dù hiện tại là khá meta rồi, tuy nhiên là nếu chọn một đội hình toàn những con hàng kỵ binh thì Hạng Vũ chắc chắn là không thể thiếu rồi. Ngoài ra thì Hạng Vũ cũng sắp có bảo tàng đến nơi rồi anh em ạ. Ông ta thì có sát thương diện rộng 3 mục tiêu, hồi nộ cực nhanh. Điểm yếu của chỉ huy này đó là khả năng chống chịu. Ông ta khá mỏng manh và dễ bị đấm u đầu nếu mà bị phát hiện. Hạng Vũ Mina sẽ là một cặp đôi cực ổn, đặc biệt là Mina có bảo tàng level 3.
cực kỳ nhiều chỉ số, Spam sát thương phải gọi là mệt nghỉ. Cặp chỉ huy này khác với Justin và Belipe, cặp này thì lại thiên hoàn toàn về sát thương. Anh em chú ý cặp này nhá, không bị Swarm thì rất rãi. Bốn cặp thuần kỵ cho tốc độ khá tương đồng, dí đứa nào thì đứa đấy gần như là không thể thoát được. Tuy nhiên để nâng cấp lên 5 hoặc 6 đạo thì bạn cần thêm những chỉ huy thuộc binh chủng khác. Ta sẽ nói đến cái tên đầu tiên, đó là Gia Cát Lượng. Chắc chắn bạn đang thắc mắc là sao Gia Cát Lượng lại ở đây. À thì đúng là trước đây nếu mang một chỉ huy đa dụng có sát thương cao phù hợp với đại đa số các binh chủng thì chúng ta nghĩ ngay đến là Jisungi. Nhưng mà giờ đây chúng ta đã có Gia Cát Lượng, một phiên bản Super Pro Max của chính Jisungi, sát thương cao, hai sát thương vòng tròn, bắp nộ, đi bắp giảm sát thương các kiểu. Và ta sẽ cho ghép cặp Gia Cát Lượng với Nesky. Núp sau Nesky thì Gia Cát Lượng có thể tận dụng tốt bộ kỹ năng giàu chỉ số, độ cứng cáp và xả sát thương bùm bùm chiếu chiếu luôn. Thế là quá đủ cho cặp đôi này rồi. Đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, rất nhiều định dạng KVK có bí vật. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng tối đa sức mạnh của Gia Cát Lượng khi dùng bí vật chuyển từ cung sang kỵ. Lúc này thì đúng là 10 điểm không có nhưng luôn anh em ạ. Doan P lúc này sẽ quay trở lại ghép cặp với Mèm Mèm. Và ta sẽ có 5 cặp kỵ binh ra trận. Anh em nhớ là cho hai cặp Nesky, Gia Cát Lượng và Doan P Mèm Mèm lưu ở thẻ số 1, số 2 nhé. Vì hai cặp này sẽ có tốc độ di chuyển chậm hơn so với những đạo quân khác. Nếu không có Gia Cát Lượng thì em có thể tận dụng Jisungi nếu có nha. Như mình đã nói, Jisungi vẫn khá ngon ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là khi có bảo tàng level 3. Cặp cuối cùng, cặp thứ 6 sẽ là một cái tên mà ít ai có thể ngờ tới, đó là Attila và Lucian. Attila thì ai cũng biết độ khét tiếng rồi, nhưng mà đi chính khi ra đồng liệu có ngon hay không? Lưu Triệt thì lại là một chỉ huy bộ binh có sát thương trừng phạt đấy, nhưng mà nghe cứ sai sai anh em nhỉ. Vậy thì anh em hãy cùng mình xem một vài báo cáo mình đã test nhá. Đây là ở map thường, không có bí vật gì đâu anh em nha. Đấy anh em thấy sao, liệu có sai sai như anh em nghĩ hay không? Tất nhiên đây chỉ là báo cáo solo thôi nhá, mang giá trị tham khảo thôi, nhưng mà cũng không phải là không có giá trị đâu. Lưu Triệt khi đi với kỵ binh, chỉ huy này chỉ mất khoảng 1,5 kỹ năng thôi. Attila ra đồng thì mất đi một kỹ năng, vậy là chúng ta vẫn còn đâu đó là khoảng 8 kỹ năng để đánh đồng rồi. Mà 8 kỹ năng này lại siêu mạnh, kết hợp với tài năng cũng tốt nữa, nên là cặp này vẫn hiệu quả anh em ạ. Ngoài ra thì có một đặc điểm mà anh em cần chú ý, đó là đa phần người chơi rất ngán vào Swarm Attila trên đồng. Vì thường là chỉ huy này rất cứng đầu, nhiều sát thương phản kích. Như mình là mình sẽ kiếm những con blem hơn như là Hoắc Khứ Bệnh, Gia Cát Lượng hay Hạng Vũ mà chơi. Cho nên là Lucian đi sau Attila thì tha hồ mà bung xóa năng lượng. Cũng như cặp Nesky, Gia Cát Lượng, Attila Lucian cũng có thể tận dụng tốt bí vật. Tuy nhiên bí vật thì chỉ có một, cho nên là anh em cân đối nên sử dụng bí vật vào trường hợp nào nhé. Là mình sẽ dùng cho Attila Lưu Triệt. Cặp này mà có bí vật thì đúng là hết nước chấm luôn anh em ạ. Và đó là đội hình 6 đạo dành cho anh em chơi kỵ binh. Trong đó có 5 đến 6 đạo là có sát thương diện rộng và rất nhiều sát thương rồi. Tốc độ di chuyển của các cặp đôi này cũng gần như tương tự nhau và cho phép anh em có thể sổ warm hiệu quả hơn. Nói chung là để thỏa mãn đam mê chuyên kỵ có vẻ độc lạ bình dương của anh em thì anh em cũng nên chấp nhận kiểu ghép cặp dị như này một chút. Mình đã cố gắng hết sức rồi anh em ạ. Ở mặt trận rally, kỵ binh đang tỏ ra thất thế hoàn toàn so với các loại binh chủng khác. Sát thương cao nhưng mà không có khả năng súng Swarm như ở cặp Justin và Nesky, hoặc là sát thương chỉ ở mức trung bình như là Attila Nesky. Cho nên là việc có những chiến báo lời là khá khó khăn. Mạnh nhất chắc chắn vẫn là khoản rally nhà của Attila đầu sọ thôi. Với việc đồn trú, Eleanor hiện tại vẫn đang là chỉ huy ổn áp khi kết hợp cùng Zanzika hay là Heraclius. Tuy nhiên khi William Wallace ra mắt thì câu chuyện có vẻ đi vào ngõ cụt luôn. Vì thường thì đám sát thương trừng phạt sẽ có ưu thế hơn khi chống lại sát thương kỹ năng nhờ đêm trắng cao nữa. Ba cặp đôi để chơi Olympia sẽ là Hoắc Khứ Bệnh William, Doan P. Nesky và Justin and Bailey, tương tự như chế độ chơi Osiris anh em nha. Và đó là cách xây dựng lối chơi kỵ binh mới nhất update tháng 7 năm 2024. Mặc dù không còn sự bá đạo như ngày xưa, đặc biệt là sau sự xuất hiện nhạt nhòa của Bailey P, combo thêm sự đe dọa từ William Wallace thì điều này sẽ càng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thích là nhích, dân chơi sợ gì mà rơi. Anh em thấy sao về lối chơi này? Có muốn chuyên kỵ hay không? Hãy comment ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận nha. Đừng quên để lại cho chúng mình một like, một đăng ký kênh và bấm nút chuông để tạo thêm động lực cho chúng mình. Mình là Bình Tĩnh. Xin chào và hẹn gặp lại.